Bộ tướng chính phủ, kỷ luật bốn nguyên chủ tịch, phó chủ tịch tỉnh. Bắt đối tượng dùng búa đinh giết người do mâu thuẫn nhỏ nhặt. Hé lộ nguyên nhân người đàn ông 63 tuổi sát hại vợ rồi vượt tường rào bỏ trốn khi gặp con trai. Xin kính chào quý vị, chào mừng quý vị đã đến với tin tức trên kênh YouTube Dân Việt. Kính chúc quý vị và các bạn một ngày làm việc hiệu quả. Ngay sau đây, mời quý vị cùng theo dõi nội dung chi tiết. Thủ tướng Chính phủ đã có các quyết định thi hành kỷ luật đối với nguyên Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương và ba nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh. Theo đó, tại quyết định 1768, Thủ tướng Chính phủ quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức xóa tư cách nguyên Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Trần Thanh Liêm do đã có những vi phạm, khuyết điểm nghiêm trọng trong công tác và Ban Bí thư đã thi hành kỷ luật về đảng theo kết luận ngày 18 tháng 6 năm 2021 của Bộ Chính trị, ông Trần Thanh Liêm trong thời gian giữ cương vị Phó Bí thư tỉnh ủy, Bí thư ban cán sự đảng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương, chịu trách nhiệm người đứng đầu về những vi phạm, khuyết điểm của ban cán sự đảng, Ủy ban nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021, vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc, làm trái chủ trương của tỉnh ủy, chịu trách nhiệm trong việc bổ sung văn bản để hợp thức hóa sai phạm trong việc chuyển nhượng dự án liên quan đến vốn gốc của đảng, nhà nước cho tư nhân. Ông Liêm cũng chịu trách nhiệm về việc các vi phạm, khuyết điểm của Ban Thường vụ Thường trực tỉnh ủy Bình Dương nhiệm kỳ 2015-2020. Ban Bí thư quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cách chức tất cả các chức vụ trong đảng nhiệm kỳ 2015-2020 đối với ông Trần Thanh Liêm cũng bị khởi tố bắt tạm giam với ông Trần Thanh Liêm trong vụ án này còn có 5 bị can khác gồm Trần Xuân Lâm, nguyên trưởng phòng kinh tế thuộc văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương, khi bị bắt là chánh thanh tra tỉnh Bình Dương, Võ Văn Lượng, nguyên phó chánh văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương, khi bị bắt là chánh văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương, Nguyễn Thanh Trúc, nguyên chánh văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương khi bị bắt là Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương Phạm Văn Cành, nguyên Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy Bình Dương Ngô Dũng Phương, trưởng phòng tài chính đảng thuộc văn phòng tỉnh ủy Bình Dương. Cả 6 bị can trên bị bắt tạm giam để điều tra về tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước, gây thất thoát, lãng phí, theo Điều 219 Bộ Luật Hình sự năm 2015. Do có nhiều mâu thuẫn trước đó với ông Nguyễn Văn Hát nên Nguyễn Văn Ngọc đã lợi dụng lúc nạn nhân đang đánh cờ không phòng bị đã dùng búa đinh tấn công khiến ông Hát tử vong. Ngày 20 tháng 10 thông tin từ cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Bình Thuận cho biết, đơn vị này đang tạm giữ đối tượng Nguyễn Văn Ngọc sinh năm 1982, trú tại thôn 3, xã Hồng Sơn, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận đã điều tra làm rõ hành vi giết người. Ngọc là đối tượng đã dùng búa tấn công ông Nguyễn Văn Hát sinh năm 1979, trú tại thôn Suối Đá, xã Hồng Sơn, huyện Hàm Thuận Bắc, khiến nạn nhân tử vong. Theo thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra vào khoảng 10 giờ 40 phút ngày 18 tháng 10. Vào thời điểm trên, Nguyễn Văn Ngọc mang theo búa, loại búa đóng đinh, qua tiệm tạp hóa của nhà ông Bùi Văn Chính sinh năm 1971 tại thôn 3, xã Hồng Sơn để hỏi mua đình. Lúc này, ông Chính và Nguyễn Văn Hát đang đánh cờ tướng tại bàn ghế đá dựng trước tiệm tạp hóa thế vậy đối tượng Ngọc bất ngờ đã rút búa ra đánh mạnh liên tiếp vào đầu của ông Hoàng hiện công an huyện Hàm Thuận Bắc đã bàn giao đối tượng cho cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Bình Thuận đã thụ lý theo thẩm quyền khi đang ngủ Yên thấy động mạch phát ra từ trước quạt nên tỉnh dậy thấy vợ đang cầm búa ông ta nghĩ rằng vợ đánh mình liền giật búa rồi dùng dao đâm Công an huyện Hiệp Hòa mới đây đã phối hợp cùng Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Bắc Giang bắt giữ Nguyễn Quốc Yên, 63 tuổi, trú thôn Thống Nhất, xã Bắc Lý, huyện Hiệp Hòa để điều tra, làm rõ về hành vi giết người. Tại cơ quan điều tra, đối tượng Nguyễn Quốc Yên đã thừa nhận hành vi sát hại vợ là bà NTH, 65 tuổi. Trước đó, Yên và bà Hát đã ly hôn từ lâu, nhưng thời gian gần đây quay lại và hàn gắn tình cảm. Hai người ở chung một nhà nhưng ở phòng riêng. Trong cuộc sống thường ngày, Yên và bà Hát thường xuyên có mâu thuẫn và tích tụ theo thời gian tối ngày 17 tháng 10, sau khi cãi vã với vợ, Yên bỏ lên giường ngủ. Khi đang ngủ thì Yên nghe thấy tiếng đồng mạnh phát ra từ chiếc quạt nên tỉnh dậy. Lúc này, người đàn ông 63 tuổi thấy vợ đang cầm búa nên nghĩ rằng vợ dùng búa để đánh mình. Sau đó Yên giật búa rồi đuổi đánh bà Hát. Quá trình đuổi đánh, ông ta cầm con dao nhọn trên bàn tấn công bà Hát khiến nạn nhân tử vong. Sau khi gây án, Yên nhanh chóng bỏ trốn. Khi vừa ra khỏi cửa gặp con trai đi vào, ông ta đã vượt tường rào bỏ chạy. Một ngày sau, Yên bị bắt khi đang lẫn trốn ở huyện Yên Phong, Bắc Ninh ngày 20 tháng 10, công an phường Phú Hiếu cho hay đã phối hợp cùng công an thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh điều tra làm rõ vụ một cháu bé đang ngồi trong nhà thì bị thanh niên lạ mặt xông vào nhà định bế đi. Sự việc xảy ra vào khoảng 14 giờ ngày 19 tháng 10. Lúc này, bé trai 2 tuổi tên là DNMK đang ngồi chơi cùng bà ngoại 46 tuổi, ngụ thành phố Thủ Đức tại căn nhà ở số 20, phường Phú Hiếu, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh tranh thủ lúc cháu chơi bà ngoại đi xuống bếp lấy nước cho bé uống thì bỗng nghe tiếng ca hét thất thanh nên chạy lên thì bất ngờ phát hiện một thanh niên đeo khẩu trang đang ôm cháu ca định bé đi hoảng loạn khi cháu bị như vậy người bà lao tới dần co giật lại cháu ca thì bị thanh niên lạ mặt đấm đá vào người bà mờ may thay lúc này do tiếng động lớn nên người hàng xóm chạy qua kịp thời thanh niên này hoảng sợ bỏ lại bé trai rồi lên xe máy tẩu thoát gia đình sau đó đã trình báo sự việc với công an Vụ việc khiến gia đình và hàng xóm trong khu vực một phen hoảng sợ, rất may bà mờ chỉ bị thương nhẹ. Theo người nhà cho chuyên trang công an thành phố Hồ Chí Minh hay, thời điểm vụ việc diễn ra, cửa nhà khóa trong, nhưng đối tượng này táo tợn luồn tay vào trong mở chốt. Trong nhà bà ngoại còn có cha và cậu của bé ca ở nhà, nhưng hai người ở trong phòng nên không hay biết. Nó đánh bà đau quá, bà choáng không la lên được luôn. Giờ bà ấy còn ê ẩm cái đầu. Cũng may thay chị thờ đi qua nên nó chạy một người dân kể lại với báo trên. Nhận thông tin, công an nhanh chóng có mặt lấy lời khai, khám nghiệm, trích xuất camera để truy xét đối tượng. Cũng theo nhân chứng, do vụ việc diễn ra nhanh nên hai người phụ nữ không xác định được có một hay hai đối tượng, chỉ thấy đối tượng phóng xe đi. Hiện công an đang khẩn trương điều tra làm rõ. Ngày 20 tháng 10, công an tỉnh Tuyên Quang cho biết, công an cảnh sát điều tra công an thành phố Tuyên Quang đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Hoàng Mai Ly, sinh năm 1997, chú tại tổ 2, phường Mỹ Lâm và Phí Thị Việt Trinh, sinh năm 1996, trú tại tổ 13, phường Minh Xuân, thành phố Tuyên Quang về hành vi môi giới mại dâm. Theo cơ quan công an thời gian gần đây, qua công tác nắm tình hình, lực lượng công an xác định trên địa bàn thành phố Tuyên Quang xuất hiện đường dây môi giới mại dâm do Trinh và Ly điều hành. Các đối tượng nữ bán dâm trong đường dây này đều còn rất trẻ, chủ yếu từ 14 đến dưới 18 tuổi. Thủ đoạn của Trinh và Ly là tuyển chọn các đối tượng bán dâm là học sinh, sinh viên hoặc một số đối tượng ham chơi đã bỏ học tại các địa bàn trong tỉnh. Tùy nhu cầu của khách hàng, hai bà Tú sẽ bố trí địa điểm cho đối tượng mua dâm ăn uống, thậm chí sử dụng trái phép chất ma túy, sau đó quan hệ tình dục với đối tượng nữ bán dâm. Trước đó, ngày 12 tháng 10, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố Tuyên Quang chủ trì phối hợp với Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh và Công an huyện Yên Sơn kiểm tra, phát hiện và lập biên bản vi phạm hành chính đối với 10 đối tượng gồm 5 nam 5 nữ có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy và mua bán dâm và các phòng của khách sạn San Hai thuộc tổ 8 phường Hưng Thành, thành phố Tuyên Quang. Trong số 5 đối tượng nữ bán dâm, cả hai đối tượng chưa đủ 16 tuổi, hai đối tượng từ 16 đến dưới 18 tuổi và một đối tượng trên 18 tuổi, hiện vụ việc đang được công an thành phố Tuyên Quang tiếp tục điều tra làm rõ. Lợi dụng việc nhiều gia đình để máy tính bảng, máy tính sách tay, điện thoại di động ở nhà phục vụ cho con học online, Nguyễn Lan Hương, 44 tuổi, chú quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng, đã đột nhập vào nhà lấy cắp. Tính đối thời điểm bị bắt, đối tượng này đã gây ra 15 vụ. Làm việc với cơ quan công an, Hương khai nhận thủ đoạn gây án là đi vào thẳng nhà của các bị hại, giả vờ hỏi thăm đường đi. Nó phát hiện không có ai trong nhà, Hương sẽ nhanh trí tìm những tài sản như máy tính bảng, máy tính sách tay, điện thoại di động lấy cắp rồi bỏ trốn. Toàn bộ số tài sản này được Hương mang đến tiệm cầm đồ để bán, lại lấy tiền tiêu xài. Đáng nói, thời điểm Hương gây án trùng với thời gian giãn cách xã hội, nhiều phụ huynh để tài sản trong phòng khách cho con em học online càng tạo điều kiện cho đối tượng gây án cơ quan công an đã tiến hành thu giữ lại 5 máy tính sách tay, 5 điện thoại di động và 2 máy tính bản. Được biết, Hương từng mang hai tiền án, hai tiền sự về tội trộm cắp tài sản. Với hành vi cố ý gây thương tích, đối tượng Nguyễn Hoàng Thơ, 33 tuổi, chú tỉnh Vĩnh Long, đã bị công an huyện Nhân Trạch, Đồng Nai khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 2 tháng để điều tra làm rõ. Theo hồ sơ công an, chiều ngày 30 tháng 9, sau khi nhậu xong, Nguyễn Văn Mật, 61 tuổi, Nguyễn Hữu Ngọc, 28 tuổi, trú tỉnh Đồng Nai, đến một công trường ở xã Đại Phước để đòi tiền nợ của chủ thầu rồi xảy ra mâu thuẫn với lực lượng bảo vệ. Mật đã gọi cho Phạm Nguyễn Anh Duy, 33 tuổi, quê tỉnh Đắk Lắk và Hoàng Thơ đến. Tại đây, cả nhóm dùng dao chém anh Bùi Văn Đúng gây thương tật 16% rồi nhanh chân bỏ trốn. Đến ngày 16 tháng 10, Công an huyện Nhân Trạch phối hợp với Công an huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long tiến hành bắt giữ thơ khi đang lẫn trốn ở xã Đồn Châu. Ba đối tượng còn lại đã bị công an huyện Nhân Trạch bắt trước đó khi đang lẫn trốn tại thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Đắk Lắk. Thưa quý vị, những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin phát sóng hàng ngày trên kênh dân Việt. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.